Các em, trong video hôm nay thì chúng ta tiếp tục với nội dung chương trình toán 10. Các em làm tiếp phần bài tập của tích vô hướng. Bài 4.24. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho 3 điểm không thẳng hàng. A có tọa độ -41, B là 24 và C là 2-2. A giải tam giác ABC. B tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC. Như vậy bài toán này lại yêu cầu chúng ta là giải tam giác, đúng không? Và giải tam giác có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đi tính các góc của tam giác ABC và độ dài các cạnh của tam giác ABC, đúng không? Còn tính tọa độ trực tâm H thì các em sử dụng tính chất của trực tâm. Các em sẽ làm tương tự với cái bài luyện tập 4 này chúng ta đã làm. Rồi, thế bây giờ chúng ta làm từng bước một này. Để giải tam giác thì đầu tiên chúng ta sẽ cần tính đến độ dài các cạnh trước. Ở đây câu 4.24. Câu A này, các em có tọa độ điểm A -41. Điểm B có tọa độ là 24. Điểm C có tọa độ là 2-2. Thì trước khi làm bài các em cần ghi lại tọa độ các điểm vào đây, sau đó mình hãng làm nhé. Rồi từ đây chúng ta sẽ có độ dài thì phải tính được vector đã, đúng không? Vector AB thì lúc này sẽ bằng lặp lấy B trừ A. Như vậy các em có 2 trừ đi trừ 4 là thành cộng 4. 4 trừ đi 1. Như vậy kết quả của chúng ta rút gọn là 6, 3. Từ đây chúng ta có độ dài vector AB chính là cái cạnh C nhỏ, thì sẽ phải bằng căn bậc 2 của hoành độ bình phương cộng tung độ bình phương. Như vậy kết quả của chúng ta sẽ bằng là 36 cộng 9. Không, chỗ này chúng ta có này 36 cộng với 9 thành 40. À, 45. Đó. Chúng ta tương tự như thế, chúng ta tính sang các cái độ dài còn lại. Như vậy ở đây thì nếu như bạn nào muốn tính nhanh thì chúng ta có thể tính luôn độ dài bằng cách là dùng cái hiệu vào trong đó thì cũng được nhé. Ví dụ cô muốn tính cạnh A. Cạnh A thì nó chính là độ dài của vector AC. Đúng. Vậy thì các em áp dụng luôn là căn bậc 2 này. Sau đó chúng ta lấy điểm C trừ đi điểm A thì chúng ta ra hoành độ, đúng không? Và lấy hoành độ bình phương nhé. Như vậy lấy C trừ A này, sau đó lúc này các em sẽ có là 2 trừ đi trừ 4 thì thành 2 cộng 4 bình phương. Rồi cộng với này, đó, y bây giờ sẽ là trừ 2 trừ 1 bình phương. Đó, từ đây các em sử dụng máy tính ta bấm, chúng ta nhậm này. Chỗ này là 6 đúng không? Thì bình phương lên vẫn là 36 này. Và chỗ này là 3 bình phương lên. Như vậy là nó vẫn là 9. Đúng không? Vậy thì kết quả của nó vẫn là căn 45. Tiếp theo tương tự như thế với cạnh nữa là cạnh B. Cạnh B thì chính là độ dài của đoạn gì? AC. À, B. Đúng không? Rồi, không nhầm chỗ này. Đây là cạnh A. Đó, đây là cạnh B, đúng không? Cạnh B. Bây giờ chúng ta còn lại nữa là cạnh A nữa, đúng không ạ? Cạnh A, đó, độ dài của cái đoạn BC. Thì lúc này các em sẽ bằng căn bậc 2 này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy là điểm C, đúng không? Trừ đi điểm B. Em có này, C trừ B nhé. Vậy chúng ta có hoành độ là 2 trừ 2, rồi đem bình phương lên để ra độ dài này. Cộng với tung độ là trừ 2 trừ 4, đem bình phương lên. Bây giờ chúng ta thu gọn đi. Như vậy kết quả cái chỗ này nó bằng 0 rồi. Còn anh này nó sẽ là trừ 6 bình mà lại khai căn nữa, đúng không? Thì thành dương 6 nhé. Đó. Ở như vậy chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy là cái tam giác này nó có hai cạnh AB và AC bằng nhau đây này. Đó. Tức là cạnh B cạnh C bằng nhau đây, đều bằng căn 45. Đúng không? Rồi, như vậy nếu như mà cái hai cạnh này bằng nhau á, thì dẫn tới là chúng ta sẽ có tam giác này tam giác cân. Vậy thì trong trường hợp nó là tam giác cân thì chúng ta có như thế này. Đúng không? Nếu cân thì nó dẫn tới là bây giờ mình đang cần tính góc mà. Thì hai cái góc của tam giác cân sẽ bằng nhau. Ở đây là nó sẽ là có AB bằng AC. ABC đây. Vậy thì chứng tỏ góc B và góc C bằng nhau, đúng không? Do đó bây giờ chúng ta muốn tính góc thì việc đầu tiên là chúng ta nên tính góc B này trước. Đã chúng ta tính góc B ta suy ra góc C luôn. Mà có BC thì chúng ta dùng tổng ba góc bằng 180 độ ta suy ra góc A. Đúng không? Vậy ở đây chúng ta có một cái nhận xét nhé. Nhận xét này. Nhận xét là B bằng C và bằng căn 45. Đó. Suy ra cái góc B sẽ bằng góc C. Yeah. Góc B bằng góc C và các em vẽ hình nó ra. Đó. Vậy ở đây cạnh này A này, cạnh B này, cạnh C. Còn bây giờ việc còn lại là chúng ta tính góc. Tính góc mà khi chúng ta biết độ dài ba cạnh rồi, đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ cần phải dùng định lý cosin thôi. Ở đây cô sẽ viết lại cái góc ở cái số đo cạnh này. A chúng ta bằng 6. Đó. B của chúng ta là căn 45. Và C cũng là căn 45. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái định lý cosin để chúng ta tính ra góc B nhé. Chúng ta thống nhất chúng ta tính góc B trước. Như vậy đây chúng ta áp dụng này, áp dụng định lý cosin. Định lý cosin thì chúng ta sử dụng là B bình phương thì bằng A bình phương cộng C bình phương trừ 2 lần A nhân C nhân cos góc B. Và từ đây chúng ta thay số vào. Như vậy ta có là căn 45 bình phương này bằng 6 bình phương cộng với căn 45 bình phương trừ đi 2 nhân với AC, tức là 6 nhân căn 45 nhân với cos góc B. Vậy từ đây rút gọn thì ta được là 45 thì bằng 36 cộng với 45. Đó, trừ đi 2. 2 x 6 là 12, đúng không? Đó, căn 45.
nhân với cos góc B. Rồi, như vậy từ đây chúng ta sẽ có được gì? Ta có là 4 5 với 4 5 này chúng ta thấy là hai vế rút gọn nó đi. Vậy thì cos góc B lúc này bây giờ nó sẽ bằng là suy ra cos góc B này. Cos góc B bằng, vậy ở đây chúng ta có 36 này với trừ 12, vậy ta chuyển trừ 12 này qua bên đây nhé. Đó. Thì thấy hành dương đúng không? Thành cả cái cụm nó thành dương này. Bây giờ mình ra cos B thì mình chia cả hai vế cho cái 12 căn 45 này. Vậy thì chúng ta sẽ có là 36 phần 12 căn 45. Đó. Thế thì 36 với 12 thì kem rút gọn bằng 3 rồi. Như vậy ở đây chúng ta sẽ là 3 căn 45 phần căn 45 đúng không? Đó. Thì 36 chia cho 12 thì 36 thì thu được 3 này. 12 thì chia 12 bằng 1 nhé. Thế còn căn 45 thì các em biết là nó 45 thì bằng 9 nhân 5. Đúng không? 9 nhân 5. Vậy thì căn 45 sẽ là căn 9 nhân căn 5. Mà căn 9 thì bằng 3. Do đó lúc này chúng ta sẽ bằng là 3 căn 5. Vậy thì chỗ này nó sẽ thành là căn 5 phần 5. Đúng không? Bây giờ các em bấm máy tính thì chúng ta suy ra góc B. Bấm máy thì các em nên dùng là shift code nhé. Shift code để chúng ta ra được góc B. Rồi thế sau khi chúng ta bấm shift code của cái căn 5 phần 5 này thì chúng ta sẽ thu được cái góc ở đây sẽ là 63,4349 độ. Thì chúng ta sẽ lấy là 63,43 độ nhé. Rồi. Vậy thì từ đây các em sẽ suy ra góc C cũng sẽ bằng 63,43 độ. Đúng không? Đó, góc C bằng góc B mà. B bằng góc C. Ta đã nhận xét ở trên, đúng không? Và góc A ở đây lúc này sẽ bằng là 180 độ trừ đi gì? Trừ đi 63,45 này. Đúng không? Cộng với 63,45 độ. 5 độ. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ bấm trên máy tính, đúng không ạ? Ta có là 180 này. Trừ đi 63,45. Thì các em có thể nhân 2. Kết quả lúc này nó sẽ bằng là 53,1 độ nhé. Vậy ta được là 53 này. 53,1 độ. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong cái ý A, tức là giải tam giác. Còn bây giờ chúng ta sẽ giải quyết tiếp cái câu thứ hai là tính tọa độ của trực tâm. Thì tính tọa độ trực tâm thì chúng ta làm tương tự như cái luyện tập 4, có nghĩa là các em sẽ sử dụng cái tính chất của trực tâm. Tính chất của trực tâm có nghĩa là khi đó chúng ta sẽ thu được các cái đường vuông góc với nhau. Đó, câu B này. B nhé, các em có H là trực tâm. H là trực tâm mà. Tam giác ABC. Đó. Thì chúng ta dùng cái hình này để chúng ta ôn lại này. H là trực tâm tam giác ABC đây. Thì khi đó chúng ta có AH vuông góc với BC đúng không? Tức là tích vô hướng của vector AH với vector BC là bằng 0 đâu. Từ đây chúng ta suy ra vector AH vuông góc với BC đồng thời là BH vuông góc với AC đây. Tức là lúc này chúng ta sẽ có là vector AH vuông góc với vector BC đồng thời là vector BH vuông góc với vector AC. Đúng không? Đó thì từ đây chúng ta ra tích vô hướng của vector AH với vector BC là phải bằng 0 này và tích vô hướng của vector BH với vector AC là bằng 0. Bây giờ chúng ta để sử dụng điều này thì chúng ta đi tính từng anh một, đúng không? Ta giả sử H có tọa độ là xy, tức là chúng ta chưa biết tọa độ của H này. Thì khi đó ta sẽ có vector AH, đúng không? Lúc này có tọa độ sẽ là x trừ đi a, đúng không? Vậy ở đây chúng ta sẽ lấy x trừ đi 1 này. X trừ đi âm 4, đúng không? Rồi, x trừ đi âm 4 tức là đây a của chúng ta đây. Trừ 4 1. Như vậy là x trừ đi âm 4 thì cộng 4 này. Rồi y trừ đi 1. Đó, tương tự là vector BC thì chúng ta lấy c trừ b đúng không? Ta đã tính ở trên rồi. Như vậy kết quả bằng 0 này, trừ 6. Tiếp theo là vector BH thì chúng ta sẽ lấy là điểm H trừ đi điểm B. Như vậy ta sẽ có là x trừ đi 2, y trừ đi 4. Các em chú ý ta quan sát vào cái tọa độ điểm B nhé. Đó, lấy tọa độ điểm H trừ tọa độ điểm B theo đúng trật tự về hoành độ và tung độ. Tiếp theo chúng ta tính đến thì vector AC đúng không? Lấy C trừ A, như vậy ta sẽ được là 6. Đây các em nhìn này, C trừ A như vậy. Hoành độ là 2, hoành độ là trừ 4. Cho nên kết quả là 6 này, trừ 3. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ suy ra hệ phương trình. Suy ra hệ phương trình nhé. Rồi, hệ phương trình này. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ có là gì? Cái tích vô hướng này bằng 0. Bây giờ chúng ta dùng tích vô hướng với tọa độ này và cho nó bằng 0. Để các em lấy hoành độ nhân hoành độ này. Như vậy ta sẽ được là x cộng 4 nhân với 0. Đó. X cộng 4 nhân 0 này. Rồi cộng với gì? Tung độ là y trừ 1 nhân với âm 6 thì kết quả phải bằng 0. Tương tự như thế, x trừ 2 nhân 6 cộng với này y trừ 4 nhân với âm 3 thì phải bằng 0. Đó, vậy thì đây chính là cái hệ phương trình bậc nhất hai ẩn mà chúng ta đã học. Thì từ đây chúng ta giải cái hệ phương trình này để tìm ra xy. Và có xy thì chúng ta kết luận cho điểm H, đúng không? Vậy từ đây chúng ta có hệ mới này. Chỗ này các em thấy là cả cái cụm này nhân 0 thì nó bằng 0 rồi. Đấy, cả cái cụm này lại bằng 0, đúng không? Thế thì cái cụm này bằng 0 thì chúng ta thấy chỉ cần y trừ 1 bằng 0 thôi. Như vậy ta có y trừ 1 bằng 0 này. Đó, thế còn cái phương trình sau thì chúng ta giữ nguyên. Cô sắp xếp cái hàng số lên trên.
6 nhân x trừ 2 rồi trừ đi 3 đúng không? Nhân y trừ 4 bằng 0. Thế thì từ đây chúng ta thấy là ta sẽ suy ra được ngay là y bằng 1. Đó, y trừ 1 bằng 0 nên y bằng 1 nhé. Vậy phương trình dưới thì nó sẽ ra x bằng bao nhiêu? Ta thay vào đây này. Y là 1 này. 1 trừ 4 thì bằng trừ 3. Trừ 3 nhân trừ 3 là thành dương 9. Bằng âm 9. Đúng không? Bởi vì ở đây chúng ta có là 1 trừ 4 bằng âm 3 rồi. Âm 3 nhân âm 3 là dương 9. Vậy ta chuyển dương 9 sang đây thì thành âm 9 này. Âm 9 như vậy để có được x trừ 2 thì ta sẽ chia 2 với cho 6. Thì âm 9 phần 6 thì nó sẽ là âm 3 phần 2. Đó, như vậy có x thì chúng ta cộng 2 vế với 2 nhé. Ta được 2 trừ đi 3 phần 2 thì sẽ bằng là 1 phần 2. Đúng không? 2 x 2 là 4 trừ 3 là 1 phần 2. Vậy kết luận cuối cùng ở đây của chúng ta là x là 1 phần 2. Đó. Thế thì sau khi mình có x y rồi thì chúng ta sẽ kết luận cho h. Vậy này, điểm h lúc này có tọa độ là 1 phần 2, 1. Em lưu ý là chúng ta phải viết đúng, hoành độ viết trước và tung độ viết sau. Nhá. Bạn nào mà viết 1, 1 phần 2 như vậy là chúng ta đã bị sai rồi. Chú ý cho cô chỗ này. Rồi chúng ta sang bài tiếp theo là 4.25. Đúng không ạ? Bài 4.25 là một cái bài mà chứng minh rằng với mọi tam giác ABC thì ta có. Đúng không? Thì ở đây các em thấy là người ta yêu cầu chúng ta chứng minh một cái công thức tính diện tích tam giác. Đây chính là ký hiệu cho diện tích tam giác ABC các em nhé. Đó, tức là lúc này diện tích tam giác ABC ấy, thì được tính bằng là 1 phần 2 này, căn bậc 2 của vector AB bình nhân vector AC bình. Thì các em lưu ý đây chính là bình phương vô hướng của vector. Mà bình phương vô hướng thì chúng ta học rồi, nó chính là bằng bình phương độ dài. Tức là chỗ này chúng ta hiểu là nó chính là độ dài của đoạn AB bình, độ dài AC bình, đúng không? Trừ đi đây, bình phương vô hướng của cái tích vô hướng đó. Thì chúng ta có vector AB nhân vô hướng vector C bình phương, đúng không? Vậy thì với cái chứng minh đẳng thức này á, thì các em thấy rằng là nếu như chúng ta để cái biểu thức như này, chúng ta rất khó để chúng ta nhìn ra cái hướng để chúng ta chứng minh. Thì cách tốt nhất trong bài này là chúng ta sẽ nhân 2 qua bên này, sẽ được 2 lần S, đúng không? Sau đó chúng ta bình phương lên để chúng ta khử dấu căn chẳng hạn. Đó, thì lúc này các em thấy rằng trong cái đẳng thức của chúng ta đó, nó chứa cái tích vô hướng này. Như vậy chắc chắn chúng ta sẽ phải nghĩ tới tích vô hướng, và chứa diện tích thì chắc chắn phải nghĩ tới công thức liên quan đến diện tích. Thế mà công thức liên quan đến diện tích thì chúng ta đã học ở chương trước trong cái việc giải tam giác. Và chúng ta có rất nhiều các công thức để tính diện tích một tam giác. Bây giờ trong các cái công thức đó chúng ta sẽ lựa chọn cái công thức nào để chúng ta có thể ra được cái đẳng thức này. Đúng không? Đó, bây giờ lựa chọn đẳng thức nào nhé. Rồi vậy thì chúng ta sẽ nhắc lại. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn lại xem chúng ta có những cái công thức tính diện tích tam giác gồm những công thức nào. Trong cái chương trước về giải tam giác thì các em có này, diện tích của một cái tam giác á, được tính theo công thức Hê-rông, đó là P nhân với P trừ A, đúng không? P trừ B nhân P trừ C. Đó là một cái công thức, với P ở đây là nửa chu vi này. Công thức thứ hai là P nhân R. Đó, với R là bán kính đường tròn nội tiếp. Công thức thứ ba là bằng ABC trên 4R. Với R đây là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. Đúng không? Và công thức S ở đây nó bằng 1 phần 2 AB sin góc C. Đúng không? Và có thể đổi lại là thành 1 phần 2 đấy. AC nhân sin góc B, hoặc là 1 phần 2 đúng không? BC sin góc A. Đó. Thì đây là những cái công thức mà chúng ta đã xây dựng để chúng ta tính ra được cái diện tích của tam giác. Thế bây giờ vấn đề của chúng ta đó là ta kiểm chứng xem là trong cái đẳng thức vế phải này này có cái biến đổi cái vế phải này để làm xuất hiện những cái đẳng thức mà nó có ở đây thì chứng tỏ nó sẽ là diện tích tam giác. Đúng không? Vậy thì các em thấy được, rõ ràng là cái vế phải này nó phức tạp hơn. Vậy thì các em sẽ phải sử dụng cái vế phải này để chúng ta biến đổi. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là như cô vừa nói là đây chính là bình phương của vector, chính là bình phương độ dài. Đúng không? Còn đây chính là tích vô hướng. Thì cái tích vô hướng này các em cũng có thể đưa về so sánh độ dài và so sánh góc. Đó. Vậy thì trong các cái công thức này thì các em thấy cái công thức S này là liên quan đến độ dài và góc đó. Còn những công thức này thì không liên quan đến góc, đúng chưa? Đó thì khả năng cao là cái S chúng ta sẽ đưa về cái công thức như thế này. Đúng không ạ? Rồi thế bây giờ chúng ta kiểm chứng xem cái nào đúng nhá. Bây giờ chúng ta sẽ biến đổi cái vế bên bên phải, đúng không? Đó. Bài 4.25 này. 4.25. Đó. Các em sẽ biến đổi vế phải. Biến đổi vế phải này. Tức là đúng không? Tức là ta có nhé, vế phải lúc này sẽ bằng 1 phần 2 căn bậc 2 này của bình phương vô hướng vector AB nhân với bình phương vô hướng của vector AC trừ đi bình phương vô hướng của cái vector vô hướng là vector AB với vector AC. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ bằng này 1 phần 2 căn bậc 2. Đó, bình phương vô hướng chính là bình phương độ dài. Vậy chúng ta viết này AB bình nhân AC bình. Bởi vì như cô vừa nói là trong các công thức liên quan đến diện tích là chúng ta liên quan đến độ dài và góc, đúng không? Đó, trừ đi này, chỗ này các em dùng cái định nghĩa của gì? Định nghĩa của tích vô hướng thì chúng ta sẽ bằng là độ dài của vector A, AB chính là độ dài AB nhân độ dài AC, đúng không? Nhân với cốt của góc giữa hai vector này chính là góc A. Đúng không? Các em nhìn này, vector AB và vector AC thì góc ở đây chính là góc A, tức là BAC thì chính là góc A trong tam giác nhé.
Như vậy chúng ta bình phương anh này này. Rồi, thế đến đây thì các em có thể đưa về là 1 phần 2 này. Bây giờ cạnh AB bình ấy, thì trong tam giác thì người ta đặt nó là bằng C bình rồi. Vậy bây giờ cô sẽ đặt anh này về C bình cho nó gọn thôi. Nhân với chỗ này là B bình. Đó. Trừ đi chỗ này tương tự này. BC nhân với cos góc A. Thế ở đây nó bình phương á, cho nên cô sẽ nhìn thấy cái chỗ này này. Chỗ này nó là C bình, B bình đúng không? Ở đây bình phương, vậy thì cô sẽ bỏ cái bình phương này ra ngoài đây luôn. Nhá. Để cho gì? Để cho chúng ta có thể so sánh được với cái B bình, C bình trước đó. Vậy đây là B bình, C bình, bình phương. Đó. Đây là các cái thừa số. Thêm bình phương thì nó sẽ bằng bình phương của từng thừa số một. Phép toán nhân mà. Rồi, thế vậy từ đây chúng ta có tiếp này. Đó. Đó, thì ở đây các em có B bình, C bình chung rồi. Chúng ta nhóm ra. Đó, căn bậc 2 của này. B bình, C bình là chung nhá. Đó, thì chúng ta còn lại là 1 trừ đi cos bình A. Đấy. Mà 1 trừ đi cos bình A thì chúng ta có một cái hằng đẳng thức liên quan, đó là gì? Sin bình phương A. Đúng không? Cộng với cos bình phương A thì bằng 1. Đây chính là cái hằng đẳng thức lượng giác mà chúng ta đã học. Vậy từ đây chúng ta có 1 trừ đi cos bình phương A thì có phải bằng sin bình phương A. Đó. Do đó lúc này các em sẽ viết nó thành này. 1 phần 2. Đúng không? Căn bậc 2 này. B bình C bình nhân với gì? Sin bình phương A. Đó, sin bình phương A nhé. Thế rồi, thế bây giờ các em thấy nè, chúng ta hoàn toàn có thể thì bỏ tất cả những cái bình phương này ra ngoài dấu căn. Đúng không? Bỏ hết ra ngoài dấu căn nhé. Bởi vì sao? Bởi vì cái góc A này của chúng ta trong một cái tam giác thì cái góc A này không và nhỏ 180 độ. Do đó cái sin A này luôn lớn hơn không. Vậy vậy chúng ta bỏ ra ngoài. Còn BC hiển nhiên lớn hơn không rồi. Đúng không? Vậy ở đây các em sẽ lập luận này. Vì nhá, BC lớn hơn không. Đó. Và sin góc A cũng lớn hơn không với mọi góc A. Đó. Với mọi góc A luôn, bởi vì cái tam giác A là góc trong tam giác mà, nên nên A nhận từ 0 đến 180 độ. Đấy. Với mọi A. Cho nên là chúng ta có là gì? Vế phải lúc này nó sẽ bằng là 1/2 BC nhân sin góc A. Đó. Đó, chúng ta bỏ cái này vì nó dương rồi, chúng ta bỏ ra ngoài thì chúng ta nhận cái giá trị này luôn. Đó. Cho nên từ đây chúng ta thấy rằng đây chính là cái công thức tính diện tích tam giác này mà chúng ta cô vừa nhắc lại ở phía trên. Đúng không? Vậy có phải là cái vế phải này nó bằng anh này và anh này nó chính là diện tích tam giác ABC không? Vậy từ đây chúng ta kết luận thôi, đúng không ạ? Vậy, đúng không? Đó, là chúng ta ghi luôn là bằng vế trái đi, đúng không? Cái chỗ này là nó bằng luôn vế trái này. Đó, vậy này. Vậy diện tích tam giác ABC nó sẽ được tính bằng 1/2 này căn bậc 2 của vectơ AB bình phương nhân vectơ AC bình phương này trừ đi, đúng không? Vector AB vô hướng vector AC bình phương. Đó. Và đây là điều phải chứng minh nhé. Rồi, như vậy để chứng minh bài này thì cái công cụ để chứng minh đó là chúng ta chỉ cần sử dụng đến cái định nghĩa, đúng không? Cái định nghĩa của tích vô hướng và chúng ta phải nhớ được các cái hằng đẳng thức lượng giác ở đây để chúng ta biến đổi. Rồi chúng ta kết thúc cái bài 4.25. Bây giờ chúng ta sang bài cuối cùng là bài 4.26. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Rồi, chứng minh rằng với mọi điểm M thì ta có MA bình phương cộng MB bình phương cộng MC bình phương thì sẽ phải bằng 3 lần MG bình cộng GA bình cộng GB bình cộng GC bình. À, như vậy thì cái bài này nếu như các bạn đã học các cái tiết trước thì chúng ta sẽ nhớ rằng ta có một cái bài trong cái phần hoạt động lý thuyết liên quan đến cái tổng bình phương này, đúng không? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái tính chất của trọng tâm để chúng ta làm bài này nhé. Rồi, như vậy ở đây các em có bài 4.26 này. Đầu tiên hãy nhớ cho cô là nếu G là trọng tâm, đúng không? G là trọng tâm của một tam giác ABC á. Trọng tâm tam giác ABC thì ngay lập tức chúng ta phải suy ra cho cô cái đẳng thức vector, đó là vector GA cộng vector GB cộng vector GC là bằng vector 0. Ta đã chứng minh trong các cái bài này trước. Thế bây giờ từ đây chúng ta sẽ có này. Khi đó, ta có nhé, cái vế trái này của cái đẳng thức bây giờ sẽ là MA bình phương cộng MB bình phương cộng MC bình phương á. Nào, đây là bình phương độ dài thì chúng ta có thể chuyển về bình phương của vector, đúng không? Vậy ngay lập tức chuyển cho cô thành vector MA bình cộng vector MB bình cộng vector MC bình. Đó, nhớ nhá, bình phương độ dài chính là bình phương vô hướng của vector. Vậy vector MA thì các em thấy này, đang là MA nhưng cái vế phải lại xuất hiện là MG với GA. Vậy rõ ràng chúng ta phải xuất hiện cái điểm G ở đây để nó mới ra được cái vế phải, đúng không? Thế muốn có điểm G thì chúng ta dùng quy tắc 3 điểm thôi. Ở đây chúng ta có là MG với GA, vậy ta chèn điểm G vào giữa, vậy cho ta dùng quy tắc cộng nhé. Do đó lúc này các em sẽ có này, vector MA bây giờ sẽ thành là vector MG cộng với vector GA, đó bình phương lên. Đúng không? Ta đã chèn điểm A theo điểm G theo quy tắc cộng. Rồi tương tự này, cộng với vector MG cộng với vector GB bình phương. Rồi cộng với vector MG, đúng không? Cộng với vector GC
rồi đem bình phương. Rồi. Vậy phần còn lại là chúng ta sử dụng các cái tính chất của phép toán vector, đúng không? Ở đây các em xuất hiện hàng đẳng thức vector này, ta làm giống như các cái phép toán đại số thông thường. Đó, chúng ta sẽ bình phương ngay này lên, đúng không ạ? Vậy ta có là vector mg bình phương cộng với hai lần vector mg, đúng không? Nhân với vector ga. Đó, hàng đẳng thức mà, cộng với vector ga bình phương. Rồi, tương tự này, chúng ta cộng với vector mg bình phương. Đúng không? Cô đóng ngoặc lại để chúng ta hiểu đây là cái hàng đẳng thức thứ nhất này. Đó, đến hàng đẳng thức thứ hai nhé. Cộng với hai lần vector mg nhân vector gb. Đúng không? Rồi cộng với vector gb bình phương. Đó, hàng đẳng thức thứ hai. Bây giờ đến hàng đẳng thức thứ ba này. Cộng vector mg bình phương cộng với hai lần vector mg nhân vector gc, nhân vô hướng đây đúng không? Cộng vector gc bình phương. Đó, thế bây giờ các em chú ý này. Cái bình phương vector đúng không? Thì chính là bình phương độ dài. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có này, một anh mg bình 2 này, và đây là 3 đúng không? Do đó nó sẽ bằng là 3 lần mg bình cộng này, tiếp theo ở đây chúng ta có 1 này, đó, 2 này, 3 đúng không? Vậy ta sẽ viết thành ga bình cộng gb bình cộng gc bình. Đó, còn cái toàn bộ cái phần còn lại thì các em có 1 này, 2 này, 3. Và 3 anh này thuộc cái phần còn lại các em nhé. Đó, 3 anh này chúng ta sẽ nhóm thành một nhóm. Tại vì ở đây các em thấy ngay là nó sẽ có chung nhau là hai lần mg, hai lần vector mg đúng không? Vậy các em sẽ nhóm nó ra đây, cộng với hai lần vector mg nhóm ra này. Vậy bên trong sẽ còn là vector ga cộng vector gb đúng không? Và cộng vector gc. Đó. Thế mà các em thấy rằng chúng ta lại nhắc lại cái tính chất của trọng tâm đây. Đó là tổng ba cái vector này nó bằng vector không. Vậy ta có là cả cái cụm này nhân với vector không thì cả cụm này sẽ bằng vector không. Do đó lúc này chúng ta chỉ còn cái này thôi, đúng không? Là bằng 3 lần mg bình. Đó, cộng với GA bình cộng với GB bình cộng GC bình nha. Và đây chính là vế phải, đúng không? Và ta suy ra điều phải chứng minh nhé. Đó, như vậy để làm được cái bài này thì các em cần ghi nhớ cái công thức liên quan đến trọng tâm của tam giác ở đây. Và đặc biệt nữa là chúng ta nhớ là gì, chúng ta phải chuyển đổi được cái độ dài, đúng không? Bình phương độ dài về bình phương của vector, bình phương vô hướng của vector, đúng không? Và chúng ta biến đổi giống như biến đổi đại số thôi. Đó, như vậy chúng ta kết thúc bài 4.26, cũng là cái bài cuối cùng của tích vô hướng của hai vector.